Thưa quý bà con, hôm nay mình đi Đốc Đồng và mình sẽ ra một clip và cảnh báo cho bà con về cái hành vi lừa đảo nha bà con. Mình mượn cái hình ảnh này để mình nói thôi nha bà con, là bà con nên chú ý là dạo gần đây có một số người giả danh là giáo viên các bà con, gọi điện cho phụ huynh học sinh là nói con mình bị tai nạn gì đó, rồi chấn thương đầu, chấn thương sọ não gì đó bà con, và cần mổ gấp gì đó, kêu phụ huynh chuyển vô tài khoản mấy chục triệu gì đó bà con để mổ á. Là bà con nên chú ý cái điều đó nha, vì là nhiều người đã bị lừa rồi đó bà con. Nên mình là quay cái clip này để mình nói cho bà con, mình cũng không biết là làm như thế nào để cảnh nói cho bà con biết nữa. Mình cũng có đăng Facebook và đăng nhiều mạng xã hội, nhưng hôm nay mình mới đăng YouTube lên bà con ơi. Tại vì mình cũng không biết dùng để cách nào để mình nói cho bà con nghe. Nên bà con cũng lưu ý nha, khi nào mà bà con nhận được những cái điện thoại đó, bà con nên là bình tĩnh và xác minh là mình điện cho giáo viên chủ nhiệm coi như thế nào. Hãy bình tĩnh và tìm phương pháp nha bà con, chứ bà con đừng có mà nghe tin cái là tài gửi tài khoản cái là chuyển liền là mất trắng nha bà con. Có người mất vài tỷ cũng có luôn á bà con. Mình hồi trưa mình mới coi nữa là có cô kia là mất một tỷ mấy luôn á. Có người mất mấy chục triệu thì nhẹ, còn một người mấy người mấy 100 cũng có. Thường là nó kêu là chuyển một hai mà 30-40 triệu gì đó bà con, là bà con nên cảnh giác nha. Tại vì nếu mà phù giáo viên bộ môn á, thì nếu mà trẻ học sinh bị tai nạn á, thì sẽ điện cho giáo viên chủ nhiệm, hoặc là mình điện giờ chỉ có giáo viên chủ nhiệm mới biết số điện thoại mình thôi. Và bà con nhớ nghe là khi trong cái cuộc gọi thoại đó, là khi mà mình hỏi nhiều quá thì sẽ có một người giả danh là bác sĩ ở ngoài là hối để mổ gấp luôn. Là bà con nên chú ý là khi mà bà con nghe cái trường hợp đó bác sĩ kêu mổ gấp gì đó, là bà con nên chú ý nha. Tại vì bà con lưu ý là mình chỉ cho số điện thoại của mình cho giáo viên chủ nhiệm thôi bà con, chứ không phải là cho giáo viên bộ môn. Nên bà con cũng lưu ý điều đó, bà giáo viên bộ môn sẽ ít khi, hiếm khi mà có số điện thoại của phụ huynh. Và tin duy nhất là biết con của bà con là tên gì luôn, là mới hay là chỗ đó. Nên bà con cũng lưu ý điều đó nha bà con. Tại vì số điện thoại mình chỉ có giáo viên chủ nhiệm mới biết thôi, và giáo viên bộ môn thì hiếm khi lắm, hiếm khi bà con nhớ, từ hiếm khi là mới có nha. Nên bà con cũng lưu ý điều đó, bởi vì mình hỏi vòng vòng một lát thì sẽ có nói là giáo viên bộ môn cái lừa đảo rất ác độc, giống như là bị chù quẹo vậy đó bà con. Nên bà con cũng cẩn thận nha bà con, mình chỉ có bao nhiêu nhắc nhở bà con để mong bà con thương tình thì chia sẻ và để lan rộng ra bà con ơi, để một số nhiều người người ta không có mắc phải nha bà con. Chào bà con.